còn sống. Lắm khi hai đứa thèm được nhỏ lại để ẩn nấp sức ép của luồng định kiến từ gia đình và xã hội. Chắc mời em Hà, có thể em Hà xong rồi cả em Hiếu nữa, có thể chia sẻ cái quãng thời gian mà đấu tranh cả 10 năm như thế mà hai em nói là đầy ngọn sóng, và lắm khi hai đứa thèm nhỏ lại để ẩn nấp sức ép của luồng định kiến từ gia đình. Thì hai em có thể nói những cái trường hợp cụ thể để cùng chia sẻ với lại quý vị và các bạn hôm nay. Chị Ngọc đặt câu hỏi là tự nhiên nhớ lại cái khoảng thời gian đó, Hiếu như nếu mà Hiếu có khóc thì cũng mong anh chị thông cảm. Thì cái thời gian đó là hầu như là Hiếu mặc cảm về cái khuyết tật của mình nhiều lắm. Hầu như là từ trong tâm mình nói là sẽ không yêu ai, nhờ sẽ không kết hôn với người khác, quyết tâm lắm, nhất định như vậy. Rồi khi gặp anh Hà thì cái chân thành của anh nó giống như là mưa dầm thấm lâu á, thì Hiếu mới yêu anh từ từ. Nhưng rồi khi mà xác định được là mình yêu anh đó thì mới đi thấu lộ với gia đình, và mình muốn nó thì lúc đó là khi mà nghe Hiếu nói là đang có tình yêu thì gia đình cái phản ứng của gia đình rất là dữ dội. Nói anh Hà là yêu con là tại vì gia đình mình khá giả, yêu con là lợi dụng con là người tàn tật. Má nhìn cái mặt của thằng Hà má không ưa. Rồi Hiếu nhớ một lần là lúc đó Hiếu nằm cấp cứu trong bệnh viện, thì anh Hà đi vô thăm, thì cái hầu như là lúc đó cái tinh thần của Hiếu rất là xuống, chỉ mong là anh Hà vô để an ủi cho mình. Nhưng mà khi anh Hà vô cầm cái thang lau mặt đó thì gia đình phản ứng tính là giật phát cái khăn đó ra, không cho anh Hà lau. Nói là gia đình không cần những người như Hà đâu, gia đình dư sức lo cho Hiếu. Nói những câu mà khi bây giờ nhắc lại thì không biết là tâm trạng của anh Hà như thế nào nghe nhắc lại. Cảm xúc của em, cái tâm trạng của em trong những ngày tháng đó. Thì như Hiếu đã nói, đối với Hiếu thì về bệnh tật nhưng mà cảm gì những ngày đó, còn đối với em thì không. Nhưng mà lúc đầu tiên trước khi mà em quyết định em đến với Hiếu, em cũng đã suy nghĩ kỹ về cái vấn đề là dư luận sẽ là cho rằng là giống như là em đầu mỏ. Nhưng mà trong lòng em thật sự 100% không bao giờ có cái ý định đó. Em cũng suy nghĩ kỹ rồi, nếu mà em chấp nhận mà em đến với Hiếu thì em phải chịu đựng cái câu nói này dữ lắm luôn. Em suy nghĩ rất kỹ rồi, bắt đầu em quyết định là em không sợ nữa rồi, em tới luôn. Em không sợ gì hết trơn, ai muốn nói gì thì cứ nói, ai muốn làm gì thì cứ làm, phải miễn sao mà lâu vang thật không sợ lửa đúng không ạ? Phải miễn sao em với Hiếu đến được với nhau. Rồi thời gian mà tụi em đến được với nhau, còn cái chuyện mà có được em bé hay không á là tụi em quá bất ngờ luôn á. Tụi em cũng đã dự định sẵn là chắc có lẽ là mình không có con, tại vì Hiếu là hơi khó khăn. Có thể là thôi không có con cũng được, hãy hai đứa cứ sống chung với nhau rồi chết cùng lúc cũng được, là đứa chết ngày mai gần, đứa chết ngày mai cũng được. Rồi cuối cùng là trời cho tụi em có một đứa con thì quá đã luôn. Thiên thần có quan lúc nãy lên đây nữa. Chị Hiếu có thể chia sẻ thêm với khán giả về lý do mà anh chị gặp khó khăn trong việc có em bé không ạ?
Tại Hiếu là người tổn thương tủy sống, ảnh hưởng đến đường tiêu tiểu, thì những người tổn thương tủy sống thường thường là tiêu tiểu không kiểm soát được, thì nó ảnh hưởng đến, là đây là lần đầu tiên Hiếu nói về cái khiếm khuyết bên trong cơ thể mình như trước mặt đám đông vậy. Thì những cái khiếm khuyết trong cơ thể Hiếu thì Hiếu sẽ nói, Hiếu có nói từ lúc mới quen cho đến ngày kết hôn, Hiếu cũng có nói với Hà là Hiếu sẽ không có khả năng sinh sản được đâu. Thì anh Hà nói là mình cứ đi đến bác sĩ đi, thì bác sĩ cũng khẳng định là Hiếu sẽ không có khả năng giữ khả năng sinh con, mà nếu có thai thì sẽ bị không giữ được cái thai đó. Tại vì nhưng mà khi mà có thai, trong quá trình mang thai thì anh Hà với Hiếu cũng sợ lắm. Tại vì cái lời nói của bác sĩ rất là ám ảnh, thậm chí bác sĩ nói là Hiếu sẽ sống chừng 10 năm nữa thì sẽ chết. Anh Hà cũng biết điều đó. Và Hiếu có hỏi anh Hà là anh lấy em chỉ là 10 năm rồi em chết. Anh Hà nói là anh sẽ làm bạn đồng hành cho đến khi nào mà em. Bây giờ thì chị cũng như anh Cử và tất cả quý vị và các bạn ở đây thì cũng tin tưởng rằng với tình yêu và sự đồng cảm sâu sắc, chấp nhận nhau, không chỉ yêu thương, hiểu nhau thôi mà còn trải lòng yêu thương, đồng cảm với gia đình, với những cái nỗi lo của gia đình trước kia và bây giờ đã thuận hòa, đã hòa hợp với nhau rồi, thì cũng chúc cho hai em vượt qua những cái thử thách. Mặc thời gian qua chúng ta đã vượt qua rất là nhiều những thử thách khó khăn rồi, bây giờ thì tiếp tục vượt qua những gì mà khó khăn còn phải đối mặt, và bây giờ thì hai em đã được hưởng, tiếp tục hưởng những ngày tháng hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay chúc hạnh phúc cho hai em Hiếu Hà. Dạ, cho em xin nói chút xíu. Hôm nay thì em cũng xin cảm ơn DRD. Tại vì nếu mà không có nhờ DRD thì em sẽ không có được như ngày hôm nay, và em sẽ không có cái sức mạnh về tinh thần, không có sức mạnh về cái tự tính, tự chọn, tự quyết và tự chịu trách nhiệm. Thì DRD đã đánh thức Hiếu nhận ra được rằng mình có quyền yêu và kết hôn với người mình yêu. Nên Hiếu chắc bản thân Hiếu tự hiểu Hiếu là nếu mà Hiếu không tham gia các hoạt động của DRD thì Hiếu sẽ không có sức mạnh về tinh thần và sẽ không dám đấu tranh với gia đình để kết hôn với người mình yêu. Và Hiếu muốn nói một điều nữa là khi mà mình là người khuyết tật thì mình phải chấp nhận mình là người khuyết tật. Bởi vì mình chấp nhận mình xong rồi, mình mới khi mà đối diện với tình yêu mình mới tự tin. Và khi mình yêu thì mình nên nói ra hết những cái khuyết khuyết trong cơ thể của mình để người yêu mình có chấp nhận lúc đầu hay là không, đừng nâng giấu. Và khi yêu, trong quá trình yêu thì mình nên hướng dẫn người yêu của mình tham gia các hoạt động có người khuyết tật và người không khuyết tật để người yêu cảm nhận cái thế giới của mình. Và bây giờ Hiếu tự hào nói rằng là anh Hà rất hiểu người khuyết tật. Qua một cái chia sẻ là cách đây cũng khá lâu, anh Hà đi làm về, anh Hà nói em ơi, hồi sáng nay anh thấy có một bạn khuyết tật bị lỡ xe thì anh mới dừng lại, thì anh bỏ một buổi sáng để chờ bạn đó đi đến cái nơi mà bạn muốn xin việc làm. Thì khi mà Hiếu mới hỏi là sao anh giúp bạn đó có cái ý gì, anh mới trả lời là anh không ý gì hết, anh nghĩ đơn giản là anh đang giúp vợ anh. Đó là một cách rất tuyệt vời để vượt qua rào cản chính bản thân của mình và cũng giúp cho xã hội nhìn vào để một lần nữa xin cảm ơn hai em Hiếu Hà, chúc hai em sống thật là ý nghĩa, thật là vui với hạnh phúc của mình. Bé thiên thần tóc quăn của mình đâu rồi? Cùng công lên chụp hình chung với ba mẹ. Xin mời. Thần tóc quăn đang uống sữa rồi.